Chào các bạn, mình là Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Chuyện là có bao giờ các bạn tự đặt cho mình cái câu hỏi làm thế nào để có thể bớt nhạt không? Bạn mình đã có nhờ mình làm cái chủ đề này khá là lâu rồi, nhưng mà tới tận hôm nay thì mình mới có dịp. Nên là hôm nay chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện về chủ đề này á. Trong các cuộc nghiên cứu về sức hấp dẫn, cả đàn ông và phụ nữ đều cho rằng những người có khiếu hài hước thường sẽ là những đối tượng hấp dẫn hơn. Mình thấy đi, người thông minh chưa chắc sẽ hài hước. Và người hài hước cũng chưa chắc sẽ thông minh luôn. Mình đang nói cái gì vậy trời? Trong chiếc video ngày hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe hai cái trải nghiệm của mình. Và sau đó sẽ là những cái cách để mà bớt nhạt hơn nha. Trải nghiệm đầu tiên của mình đi. Có bao giờ ở những cái hoàn cảnh khác nhau, bạn buộc phải đánh giá lại người bạn của bạn rằng tại sao họ lại có thể mặn mà tới như vậy? Bạn có từng trải qua cái chuyện đó chưa? Thì tại chỗ làm của mình á, mình có làm thân được với một chị đồng nghiệp. Ấn tượng đầu tiên của mình về chị á, là chị hiền lành, như một người chị trong gia đình, sẵn sàng giúp đỡ, rất là tận tình đối với những đứa em của mình. Và tuyệt nhiên là mình không nghĩ là chị sẽ có phần hài hước. Tuy nhiên, thân lâu ngày, rồi qua những cái cuộc ăn hàng, rồi trò chuyện ở ngoài công ty á, thì đến một lúc nào đó mình chợt nhận ra, trời, sao người chị này của mình lại có thể mặn mà được tới như vậy. Mà mình mới nói là công ty chị bị ai dựa hả? Sao mà ra ngoài mới thấy chị bung lụa? Em mới cảm thấy là đây mới đích thực là cái con người của chị nè. Thì chị nói là một câu á, đó là do ở trong môi trường làm việc á, cấp trên họ liên tục đưa ra KPI nè, rồi làm không kịp nghỉ luôn. Và đặc biệt á, họ muốn chị giữ một cái thái độ làm việc của những người bên trên và luôn luôn phải giữ khoảng cách với những người cấp dưới. Đó cũng là lý do khi mà ra ngoài phạm vi công việc, chị mới có thể thoải mái bung lụa, mới có thể là chính bản thân mình được. Và câu chuyện thứ hai diễn ra vào thời mình đi học. Ôi thôi, thời mình đi học là có bao nhiêu câu chuyện là mình quăng hết lên vlog luôn. Lúc đó là mình rất là muốn làm thân với một nhóm kia. Cái nhóm đó nó thuộc dạng nổi tiếng trong lớp á. Mọi lời cái nhóm đó nói ra đều trở thành tâm điểm của lớp cả. Cái mình cố gắng tỏ ra hài hước để mà được họ chú ý tới. Tại sao mình phải dùng từ cố gắng ha? Tại vì khi mà ở gần cái nhóm đó, mình không thể hài hước được như mình thường ngày. Rồi một hôm mình tìm được một cái câu nói mang tính chất hài hước. Đó là cái câu gốc của người ta là đầu đội trời, chân đạp đất. Mình nói lái lại là đầu đội trời, chân đạp cức. Ừ, mình nghĩ thế là hài hước. Cái mình luyện tập đi, luyện tập lại. Và trong đầu mình luôn nghĩ ra cái viễn cảnh là cái hoàn cảnh nào thích hợp để mình nói ra cái câu nói đó ra một cách thật là tự nhiên. Mọi người biết kết quả anh sao không? Chưa bao giờ mình sử dụng tới cái câu nói đó cả. Không phải là mình không tìm được cái hoàn cảnh thích hợp để mà mình sử dụng cái câu nói đó, mà đơn giản là khi mà mình luyện tập đi, luyện tập lại, lặp đi lặp lại cái câu nói đó, thì mình cảm thấy là câu này có gì mà hài hước ta. Qua hai trải nghiệm trên á, thì mình muốn nhắn nhủ với mọi người điều đầu tiên, đó là không ai thật sự nhạt cả. Đôi khi á, cái khuôn khổ của xã hội trường lớp á, nó là thứ khiến chúng ta gượng ép bản thân, khiến chúng ta không dám thể hiện chính bản thân mình. Và càng lớn, chúng ta càng chọn cách giấu đi đứa trẻ trong ta vào sâu bên trong. Hơn nữa, mỗi người sẽ có một tần số, gặp đúng người dò đúng đài thì cho dù là một bạn hướng nội hay là hướng ngoại gì đi nữa cũng đều bung ra cả. Thực sự, nếu mà không dò đúng đài nha, một đứa mà hướng ngoại part time như mình nhiều khi cũng im ru. Và đối với trải nghiệm thời đi học của mình á, thì khi mà mình được làm thân với cái nhóm đó hơn, cái nhóm nổi tiếng á, không hẳn là thân lắm đâu, chỉ là trong những cái cuộc trò chuyện á, thì họ chọn cách là cho mình tham gia vào. Cũng vì vậy á, mà mình nhận ra khi mà mình trò chuyện với họ thì mình không thực sự hợp với họ. Mình không cảm thấy thoải mái.
Mình không được là chính bản thân mình. Mình phải gượng ép để trở thành một ai đó khi mà ở gần cái nhóm đó. Cái rồi mình cho mình thời gian nữa mình bình tâm trở lại. Và cuối cùng mình quyết định đó, là mình sẽ chỉ hướng tới những người bạn. Họ có thể không phải là tâm điểm của lớp. Ngược lại họ rất là bình thường trong một nhóm đám đông luôn. Nhưng ở bên cạnh họ, mình lại cảm thấy là có một cái sự an toàn, thoải mái. Quan trọng được là chính bản thân mình được nói những câu chuyện xuất phát từ chính những cái suy nghĩ thực sự của cá nhân mình. Đây cũng là điều mà muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn, đó là chúng ta không ai thực sự nhạy cả. Chúng ta ai cũng sẽ có những cái điểm thú vị của riêng mình. Nếu mà một người nào đó nhận xét là ta nhạy thì có thể họ chưa nhận thấy cái điểm thú vị trong ta, hoặc là họ chưa đủ kiên nhẫn đợi đến lúc ta có thể show cái sự thú vị của ta cho họ xem. Và nói giỡn thì có nói nha, là nói với những người bạn của mình là ôi mày nhạt quá, mày bớt nhạt giúp tao đi. Nhưng nếu mà thật lòng nhận xét và nói thẳng về mặt đối phương á, là họ nhạt á, thì mình chưa bao giờ và chắc là cũng sẽ không bao giờ chọn cái cách nói như vậy. Vì mình cảm thấy cách nói như vậy nó có phần thô lỗ, kiểu như xúc phạm người ta ấy. Chúng ta ai cũng có những điểm thú vị của riêng mình. Bạn không có cần phải gồng mình trở thành một cái hình mẫu, một cái khuôn mẫu nào đó để mà được công nhận là hài hước mặn mà cả. Hãy cứ là chính bạn thôi. Hãy cứ mặn mà theo cách của bạn. Khi mà ở gần những cái người mang lại cho bạn cái cảm giác an toàn, gần gũi nè, thì lúc đó thì mình tin rằng trong đầu bạn cũng sẽ không đặt cho mình cái câu hỏi là bạn có thật sự bị nhạt không? Mà ngược lại mình còn chắc chắn là những khi ở gần những cái người mang lại cho bạn cái cảm giác an toàn đó, thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mình bị nhạt nữa. Nên là tự tin lên nha. Vậy, mặn mà theo cách của riêng bạn nghĩa là sao? Mình phải công nhận là có những người họ sinh ra với một cái khiếu hài hước trời ban. Nhiều khi họ không có cần phải làm gì, họ chỉ cần thở thôi là chúng ta đã thấy mắc cười rồi. Bạn có công nhận không? Ở trong một cái bầu không khí với những cái người có khiếu hài hước mà tích cực á, thì tới lúc nào cũng sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ hết á. Nhưng mà mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh của riêng mình, nên là chúng ta cũng không có cần phải so đo với họ làm cái gì. Sẽ không có một cái công thức cụ thể nào cho việc trở nên hài hước hết trơn đó. Tư duy thì còn có tư duy cố định và tư duy phát triển, và không ai bị đóng khung cho một kiểu tư duy cả. Bản thân mình thấy á, cái yếu tố then chốt quyết định xem những người xung quanh có đánh giá bạn có mặn mà hay không á, phần lớn nó nằm ở cái yếu tố là diễn đạt một cái câu chuyện, một vấn đề. Mà ở khoảng này, bậc thầy kể chuyện là nằm ở xung quanh các bạn thôi. Các bạn có nhận ra là ai không? Các cô hàng xóm xung quanh nhà đó. Xin thời luôn, các cô kể chuyện hả? Nó cuốn theo chiều gió luôn á. Ở bữa mà cô kể chuyện tâm linh cho mình nghe á, là giờ mình sợ 2 ngày 2 đêm luôn á. Chuyện là để mà một cái content có thể chạm đến được nhiều người hơn, nhiều bạn hơn, thì mình cần phải ra sức học hỏi, trau dồi liên tục. Và một trong những việc đó là mình phải nghe podcast. Mà podcast á, nó có hay, nó có ý nghĩa đến đâu đi nữa thì cũng không qua nổi cái câu chuyện phím của cái cô hàng xóm hết á. Những cái câu chuyện ấy nó nằm ở một cái tầm gì rồi á. Cái câu chuyện của các cô á, nó không có đau to bố lớn, nó không có liên quan, nhiều khi nó không có liên quan tới những cái chính trị, thời sự, giáo dục đồ nha. Đơn giản chỉ là những cái câu chuyện phím hàng ngày, như là cái câu đi chợ mua một bó rau, rồi trả giá với ông bán rau, rồi hai người xích mít rồi bla 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 bum bà la xì bum đồ đó. Nhưng mà không hiểu sao nó vẫn cuốn nha. Mà nhiều khi mình lại phải dành cái sự chú tâm nghe cái câu nói, mà nhiều khi nghe cả buổi trời luôn á. Điều đó chứng tỏ điều gì? Các cô hàng xóm, các cô nói riêng và các bậc thầy kể chuyện cuốn hút nói chung đi, ở họ đều có một cái điểm chung đó, đó là họ đặt cảm xúc của họ vào câu chuyện. Ở họ,
Có sử dụng những cái từ nhấn nhá nè, biểu cảm khuôn mặt, hình thể nè, từ tượng hình, tượng thanh đồ nè. Nghe nó công thức, nghe nó phức tạp ha. Nôm na là các bạn thử mường tượng với mình ha, để mà kể một cái câu chuyện hấp dẫn đi. Thì bằng cách nào đó, các bạn hãy mang tới cho người nghe của các bạn á, cho họ cái cảm giác họ mường tượng được cái bức tranh tổng thể mà các bạn đang kể tới. Mường tượng càng sát sao, các bạn kể càng hay. Như thể là họ ở chính cái câu chuyện đó luôn, ở chính cái bức tranh đó luôn. Đương nhiên á, nếu mà các bạn muốn á, thì mình có thể gợi cho các bạn một cái cách, đó là khi mà các bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện đi và nhận thấy đối phương có phần hài hước đi, thì các bạn có thể xin phép là ghi âm lại cái cuộc trò chuyện đó cỡ 3 phút thôi cũng được. Và khi mà về á, các bạn tập trung, các bạn nghe lại xem có phải đúng như những gì mình nói không, rằng trong lời nói của những bạn ấy á có độ nhấn nhá nè, độ thả nè, từ tượng hình, tượng thanh đồ nè. Nhiều khi nghe lại á, có thể là các bạn sẽ mắc cười lần hai lần ba luôn. Nhưng mà cân nhắc lựa chọn những người có khiếu hài hước tinh tế để mà ghi âm nha. Vì mình muốn các bạn nghe những lời hay ý đẹp thôi. Đó cũng là lý do mà ở đầu clip mình nói người thông minh chưa chắc hài hước và người hài hước chưa chắc thông minh nữa. Nó còn tùy vào cái kiểu hài hước á. Mà vấn đề này chắc là mình sẽ cố gắng làm việc với bản thân trong thời gian sớm nhất để mà triển khai cái content đó trong những tuần tiếp theo ha. Các bạn chờ mình nha. Và điều cuối cùng mình muốn nhắn gửi đến các bạn, cực kỳ quan trọng luôn, đó là muốn là một người truyền đạt vấn đề hay, kể chuyện tốt á, trước hết hãy là một người lắng nghe tốt cái đã, một người lắng nghe giỏi. Vấn đề này thì mình vẫn đang học hỏi và đang cố gắng thôi, vì nó cũng khá là liên quan tới cái công việc soạn content của mình. Để mà có một content có thể chạm được đến nhiều người hơn thì mình cần phải đa dạng góc nhìn. Mà đa dạng góc nhìn á, thì chắc chắn không thể chỉ mỗi góc nhìn của một mình, cá nhân mình thôi. Có thể là cùng một chủ đề nhưng mà những người khác, cách họ nói thì mình lắng nghe để mình biết được góc nhìn của những bạn đó. Đó là lý do mà mình nói là mình cũng đang trên được học hỏi như mọi người về việc có thể trở thành một người có thể lắng nghe tốt. Âm thử hỏi bản thân xem là bạn muốn nghe điều gì từ đối phương nhất và dùng điều đó để mà nói chuyện. Có những người khi mà bắt đầu cuộc trò chuyện, không phải là họ không đặt cảm xúc của họ vào câu chuyện, mà ngược lại họ cứ thao thao bất tuyệt về những cái sự kiện, những cái trải nghiệm, những cái cảm xúc cá nhân của họ thôi. Đối phương thì sẽ không bất lịch sự tới nỗi mà đập bàn mà nói thẳng là mày kể xong chưa, mà đôi khi họ sẽ có những cái ngôn ngữ hình thể để mà biểu hiện là họ họ chán trong cái cuộc trò chuyện. Không phải là bạn không được phép nói về bản thân mình, nhưng mà hãy cân nhắc làm sao cho cái cuộc trò chuyện đó đối phương cũng được quyền nói và bạn sẽ là người lắng nghe. Cả hai có thể luân phiên thay đổi vai trò cho nhau. Có như vậy mới có thể đảm bảo yếu tố cơ bản nhất của một cuộc hội thoại, của một cuộc đối thoại, chứ không phải là độc thoại. Tóm lại, mình cho là như vậy nè. Không ai thật sự nhạy cả. Ai cũng sẽ có những điểm thú vị của riêng mình. Để mà người khác có thể kiên nhẫn tìm ra độ mặn của bạn á, thì bạn cũng cần phải học cách cho đi bằng cách á, là lắng nghe một cách thật tâm. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem tới tận giờ phút này ha. Và cũng cảm ơn vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.